Rồi bây giờ là ví dụ cụ thể này, bắt đầu là cái tiến trình của organ này, cái giai điệu nhá. Để cái tiếng clear voice one ở cái tớp cao nó sẽ có tác dụng như vậy này. Đó, có nghe tiếng violon lông nó cao, nó vút lên không? Ứng dụng có tiếng piano bạc của cái ứng dụng cái pedal 2 này, nó sẽ ra âm này. À, còn bấm đẹp nhẹ thì nó chỉ ra âm organ bạc thôi. Và bây giờ ví dụ này. Tiếng hạt này, piano điện tử với saxophone trước nha. Âm đô trưởng nha. Chúa nha.